Hôm nay thầy trò chúng tôi lại tiếp tục trở về với đây là xã Tam Giang của huyện đây là Như Nguyệt, thôn Như Nguyệt đâu, xã Tam Giang của huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh nhé, để tìm cho gia chủ ngôi một cái mạch khí ở đây nhé, để gia chủ xây mộ cho gia tiên. Chuyển này, cái này lẽ ra phải chuyển lâu rồi, cái này nó không có khí âm nữa này, cái động địa tứ tung này, cái này đo lòng mạch phạm tứ hướng này, ôn hoàng này, xương dâm tự ái này, được mỗi cái lòng mạch đằng này đến này. Bác này sinh năm bao nhiêu? 1953. Thế rơi đi ấy? Cái mộ này không thể được, mộ này động địa tứ tung, lòng mạch đất hết đấy. Có cái lòng mạch bên đây khu này nhà ta đào mới gì là sửa chữa là lâu rồi đúng không? Đây mới xây dựng. Nhưng mà nó đào mới tứ tung rồi, động hết rồi. Đây này có cái lòng mạch động hết rồi. Động đất hết rồi. Đây, và sao hư chiếu? Hư này. Mộ này bị chuyển đi thôi. Để đây động đen cái mộ này ảnh hưởng đến con cháu nhiều. Cụ này con cái sao? Mất 53 tuổi. Có 3 tuổi. 53 tuổi á. Sinh năm 53 nhưng mà sinh. Được 3 tuổi thì mất. 3 tuổi thì mất. Chuyển đi đi. Chuyển ông đi đi. Để này không được rồi, để này động địa nhiều lắm. Trước đặt cũng có tiểu đầy đủ rồi đúng không? Không biết đó, thời các cụ thì không, những cái năm đó là có tiểu xanh rồi. Có tiểu xanh rồi. Đó. Quan trọng nhất là cái vấn đề là trước đây các cụ là chôn nên là có tiểu hay không, hay là lúc đấy chỉ là đóng cái hòm nhỏ nhỏ thôi đấy. Ngày xưa không để ý, không hỏi, lúc cụ về em ở nước ngoài cứ đi làm ăn nước. Người mệnh ly này, những người mệnh ly mệnh khảm này ở trong gia đình này. Đấy, ví dụ như gần nhà mệnh ly, ví dụ như là những người 1973 này, hay 1982 này, hay 1991 này. Đấy, con trai đấy. Ví dụ như là con gái 1976 này. 1967 này, 1976 này. Đấy là tức là những cái ngành đấy. Là bị ảnh hưởng. Lòng mạch động tứ tung này, bốn phương đều động hết này. Đã với tứ tung lên hết. Đây là để cái mộ của ông chỗ này nó trúng hết thế này. Ngày xưa cái này nó là cái gò. Ừ. Không, bây giờ đây này, bây giờ nó thay đổi là nó san lấp rồi, ô nhiễm tạp khí hết đây rồi này. Ảnh hưởng lắm, ngôi mộ này sắp xếp thời gian chuyển cho ông đi. Để này không ổn đâu. Đấy, hôm nay mời thầy lên là cũng một là xem cho. Em ơi, cắm hết vào đây, cắm một chỗ thôi thì để cắm ra đấy làm gì? Cắm vào chỗ thôi. Đã châm ra là cắm từng cắm rồi nó chỗ thôi. Rất cứng cắm. Thế bây giờ là có chỗ chưa? Chỗ ngay đây, ngay đây công việc. Công việc. Đấy, đi xong ra đi rồi ra đấy. Ra đây xem là có đường để đưa ông ra đi. Kiểm tra này bọn em thì vừa kim nguyên vòng cả các bạn rồi đấy. Không. Đi thế này. Bảo thế này, anh lên ra quán rồi, anh đi lên ông 20 ấy. Đi anh đi xem mấy nhưng mà xem đâu, xem mấy bà đồng đúng không? Không, em xem đâu, em coi hôn cả đêm. À. Bảo thảo là anh lên ra lâm có. Ở đấy đánh lâm có bây giờ đi được khoảng kia tự nhiên cái của anh lên tập đi. Vậy anh nguyên văn của anh bảo thế. Thì bọn em biết được. Không, cái này xem đây này. Cái này nó làm gì có khi âm đâu. Này dương này, còn trong khi dương là nó không có tù khí ở đấy, nó phải báo âm như này, nó phải báo âm như này này, nó phải quay âm ngược này cơ. Đấy, thì tức là nơi đây nó mới tụ khí nha. Bây giờ thầy nói với các em như này nhá, tại sao để mà nói là cái bộ xương người đấy ông cha chúng ta lại phát về cho con cháu, vì ở trong một cái nhà ta có hệ gen đấy của mỗi người chúng ta thì có những tần số âm, dù là ở đây hay ở bất biết chỗ nào, kể ở bên nước ngoài. Nhưng mà nếu mà cái ngôi mộ mà nằm ở cái nơi địa khí tốt nha, nơi địa khí tốt đấy, thì cái tức là cái khí thiên địa ở nơi đó nó tập trung, mình gọi là cái huyệt kết ấy, nó tập trung ở một chỗ đó, thì gì cái bộ xương đó hay bộ hài cốt đó, kể cả năm khi những bộ hài cốt đó thành đất rồi nhưng nó vẫn có tinh linh đấy, cái vong hồn các cụ như vừa nói ông ấy tu phúc, tức là mộ kết nha, không phải là họ ở giữa cái mộ đó mà những cái vong hồn đó họ đã đi tu đấy, tu phước rồi phát phúc về cho tất cả các con các cháu được hưởng. Con bộ này có khí âm đâu,
đang bị tà khí mà sao mày ngôi mộ này nói là các cụ ở dưới đây lại tu được thế nào? Đấy, đa số những ngôi mộ tu là những ngôi mộ đã kết pháp thì mới tu, mà những ngôi mộ không được chuyển là những ngôi mộ kết pháp mới không được chuyển. Còn ngôi mộ có kết đâu, làm gì có khí, đây là cái khí này là khí dành cho làm nhà, tức là nếu mà nhà dương, người dương chúng ta đấy mà nó báo khí dương như này này, tức là ngôi nhà chúng ta là ngôi nhà nó rất nhiều khí dương. Khí dương nó sẽ phù hợp với lại cái môi trường sống của con người chúng ta, vì chúng ta thở bằng phổi phải có khí dương, tức là gọi là có thái dương. Thế còn địa khí tức là người âm thì người ta lấy địa khí, tức là lấy cái địa khí ở trong gọi là cái long mạch, cái mạch khí. Đấy, đây làm gì có đâu. Không có nghĩa là bạc cũng phải mua bán phải ra phạt, bảo là dơ bạc lam quang ở đen đấy đấy. Ừ. Được rồi, cứ từ từ ra rồi xem. Đấy, ra ngoài kia đã. Anh nói thì đi, còn em mở cái tay ra xem. Sao ạ? Tức là mình có thể tìm ở trong cái khuôn viên này chỗ nào đẹp thì mình làm được không? Hay là họ này bắt buộc mình cứ phải lối tiếp này thì không được lạch hàng, nghĩa là lối đi là 1 mét, và rồi nếu mình làm là mình chưa theo đúng quy cách. Bây giờ như này, trường hợp ví dụ mình tìm ở trong cái khuôn viên này có chỗ nào tụ khí xong mình làm chỗ đó có được không? Được ạ, nó phải ở trong hàng nối thì là phải gọi trưởng thôn ra nó đo hàng. À, công việc nếu mình lấy vào cái hàng của họ có ít nữa thì là phải đi càng nối đi đến cho ông Đức là chuyện này dân tộc học lên chỗ này thì tìm cứ lấy cái gì đó đánh dấu vào chỗ này đi, đặt cho một ông và bà cạnh nhau rồi ông bố kia nghĩa trang đấy mà nằm gần các cái khu nhà máy đấy à, thì không tránh khỏi là động, nhưng mà tính từ cái tâm của cái mộ mình này đến cái khu kia là 48 mét rồi ra thì mình không ảnh hưởng gì, và từ đây mà đến kia nó rơi vào khoảng 100 mét, 48 mét là không ảnh hưởng gì đến rồi nhé, 48 đến 52 mét là mình không bị ảnh hưởng đến long mạch nhé. Còn ở trong cái mức độ như vậy là trong cái thì, tức là từ 1 đến 48 mét thì nó vẫn bị ảnh hưởng nhé. Đây con này có đi. Đấy, nó đứng đi đến đây rồi. Đầu đây cái này bây giờ như này nhá. Thứ nhất là về cái việc mà các em liên hệ với lại quản trang ở đây để mình thực hiện triển khai ngôi mộ đây nhá. Cái thứ hai nữa thì khi mà lập cái ngôi mộ này chỉ làm vào tiết xuân và tiết đông, tiết này là tiết đông, mà tiết đông cũng chỉ trong cái tháng 11 thôi chứ sang tháng 12 tiết thổ không được, nếu mà tháng 11 không làm thì phải sang đầu năm nha, cái tháng 12 tiết thổ không được, mà cái hướng này nhà mình lập lên là sang hướng chính ngọ. Ngày mai xong nó có hai cái như này nha, thứ nhất ấy là chúng ta sẽ lập theo hướng long mạch, đây long mạch này tôi nó thuộc tý long, đây tổ cung tý long nhập thủ với vị canh tý khảm long nha, thì lập mà mình lập hướng chính ngọ và hướng khôn tây nam, tây nam không thể lập hướng này được thì mình lập sang hướng chính ngọ, đây chính ngọ sẽ lập hướng này nha, càn là 177 độ nhé, để tí ghi vào nhé. Cái này đấy thì cái tiết khí này chúng ta sẽ làm vào tiết xuân phân thì được sinh khí, và vào tiết hạ thì được vượng khí, và tiết đông là được mộ khí, làm mồ mã thì lấy mộ khí sẽ tốt hơn, tức là lấy tiết đông, bây giờ là đang trong tiết đông. Đấy, bây giờ thì đang vào đông chí nhá, thì nó còn tiểu hàn và đại hàn à, thì nó vào từ tức là đến 25 tháng 12 thì nó sang tiết xuân, nhưng mà khi mà làm trong tháng 12 thì nó lại là tiết thổ nhá, 22 tiết thổ, thì vị trí cái này mình có làm cũng chỉ làm được tối đa là đến ngày tức là làm tối đa đấy là chỉ đến ngày mùng 8 đi, mùng 8 tháng 12 âm lịch thôi, tức là tối đa đấy đến thời điểm đó mà này là trong cái tháng 11 này ấy, thì đấy này. Thì nếu nói là cái này mà làm trong tháng 11 là đẹp nhất, vì bây giờ nó đang là tiết giữa đông, tức là đông chí, nó đang vào đông chí, xong nó sang tiểu hàn đại hàn là bắt đầu sang lập xuân, nhưng mà lập xuân nó vào 25 tháng 12 lập xuân, nhưng mà nó lại đang trong cái tháng thủ thổ nha, mà cái hướng này của mình nó đang là lập cái hướng thiên bàn, tức là hướng mộ mình ấy à, thì nó đang vào cái hướng ngọ nha. Mấy cái hai nữa thì cái này mình sẽ đập vào hai hướng, thứ nhất là cái hướng sinh thái, tức là hướng theo long mạch thì mình sẽ đập chính ngọ đấy, và cái kiêm độ của mình là cái bia cũng sang chính ngọ đấy. Còn lại trường hợp mà cái này mình muốn quy hoạch cho nó vuông vắn theo cái quy hoạch nghĩa trang cũng được, nhưng mình định cái tiểu là phải sang đúng cái hướng long mạch
đấy, hướng động mạch đây cái đúng rồi, tức là cái tiểu mình nó sẽ trách sang phương vị bên phải này, tức là phương vị cung chính gọn nhé, tập chính gọn thầy bảo. Alo. Nhưng mà cái hướng long mạch này nhá, long mạch nó thủ tí long không thể nào lập cái hướng tốn được. Nó chỉ lập hướng gọn đấy, tí long thì lập mình lập hai hướng gọn và hướng khôn. Theo hướng long mạch thì hướng khôn thì quay sang đây không được, tức là cái tiểu mình quay ra đây không được. Nhá, thì mình chỉ quay duy nhất lập cái hướng gọn thôi. Đấy, cái tất cả cái bên kia thì toàn lập sang xương dâm đây này. Toàn sang cái hướng này thôi. Đấy, còn mình sẽ lập sang chính gọn đây, bính gọn, nhâm gọn và bính gọn sau chung cửa càn. Nhá, cửa càn phát rất bền và đều. Nhá, tất cả con cháu hưởng phước đẹp. Đây nó được phúc đức đây. Phúc đức trời cho thì mặc tuổi già các con các cháu cháu chắc họ đâu nhé. Cái ngày giờ thì về thầy sẽ xem thầy nhắn tin cho nhé vào cái thời điểm. Bây giờ thầy là bây giờ cái chỗ này là em muốn là cụ ông cụ bà cùng ở đây được. À, được. Bây giờ thì xây đẻ đấy, đẻ đấy đi mua báo không có xí nữa đâu. Không có xí mà giả. Giả trước là người ta gọi cho mỗi gia đình ra được xác nhận. Bây giờ là ai mất đến mới được. Xây hai ngôi liền nhau bình thường. Bây giờ mình làm mình xây hai ngôi luôn. Cái vấn đề kia mình xây ở cái chỗ này mình không phải mình xây hẳn nên thành hai ngôi liền. Thế còn cụ ông thì mình đưa về đây và cụ bà thì mình chờ bên này. Tức mình xây chờ sẵn ở đây thì đấy, tức là bây giờ mình cái tức là cái chỗ này thì mình không nên đào, tức là đào cụ nào đấy, tức là đưa cụ ông về đây trước thì mình sẽ đào cụ để đặt ông xuống đây, còn bà thì cứ xây trên gọn gàng mọi thứ vào đã đậy cái nắp giá trên cũng được, nhưng mà đừng có đào xuống vì cái huyệt mộ đấy là sau khi đào là sau từ lúc đào đấy đến lúc mà hòa hàn long vào trong vòng 48 giờ là mình phải hàn long thì cái mạch khí nó mới đẹp. Chứ còn như những cái ngôi mộ kia mình chờ như kia là toàn nhiễm tà khí tà bát hết. Bây giờ sao phải những ngôi mộ kia là đào lên đào phá hẳn đi làm lại rồi. Thì phải phá hẳn ra làm lại. Đó, nó nhiễm tà khí tà bát rồi mà, thì phải làm lại. Lãng phí ra bây giờ này. Con khi nào làm thì mình lại đào. Bây giờ mình cứ dãy bằng như này này, xong mình xây lên thôi. Giả đấy. Thì xây giả đấy, xong lên lúc mai sau mình đặt ví dụ bà giờ vẫn còn đúng không? Bà mất được 35 năm. Như vừa nói là bốc mà chưa sạch chứ đúng không? Thì đến lúc bàn sạch trong chỉ việc đào trong cái đấy xong đặt xuống thôi. Bây giờ mình tính hết cái cụ này xong xuôi như thế, tọa độ bao nhiêu có hết rồi đấy rồi. Mai sau cứ thế đưa cụ đặt đi trang như đào độ sâu như thế. Cái chỗ này đào xuống độ sâu 1 mét. Từ đây xuống đúng 1 mét. Nhá, 1 mét là đến ông mạch rồi, đất rất đẹp luôn. Ở kia là tầm được 1 mộ nữa này. Thế bây giờ là nhà thầy là tầm thêm. Đúng, mua có thải với mua có mạch được. Nhưng mà bây giờ nếu mà đằng nào ở đây kia mình dồn 3 ngôi vào một nơi là có phải tốt không? 4 ngôi anh 3 4 ngôi. Đấy nhà em còn 4 ngôi phải về đấy, đi tơ đều bên kia có được hay không? Thực ra cái chỗ này nó chỉ khoảng độ như thế này thôi. Đấy. Thế còn bây giờ mình muốn ngồi dồn cho ví dụ mai sau là con cháu mình có ra hương nhang các cụ thì nó dồn một chỗ để cho nhớ cho con cháu mai sau nó nhớ. Đấy, chứ còn bây giờ mà để đi tìm mình đưa ra kia cũng được. Đã kia mình làm lại cũng được nhưng mà sợ mai sau con cháu dần lâu năm rồi nó quên đi mất. Lấy một cái ở ngoài kia được cho tôi coi như cho con cháu ở riêng. Phải cho đào riêng đúng không? Cho biết rồi đấy. Bà đấy đi theo ông ba đi bảo tới với ba mà. Thế thì đưa cái bát nó vừa đưa vào đây, cái chỗ này nó sạch đẹp thế này mà không đưa ông vào đây. Đưa cụ vào đây này. Thế ở đây nó được 3 ngôi ngay. Riêng cái chỗ kia nhá, mà lẽ tôi xin một nhát được luôn. Cái chỗ cái ông còn nằm kìa. Cứ bỏ mọi người tôi nào mà Hưng Yên nhé. Cô ông bảo xin xem cái tận ông gì nổi tiếng Hà Nội về xin mãi không xây được tôi đi. Rất đẹp. Ô thế tại sao cái trước ở trong kia nhà ta cũng bảo đẹp à? Đâu không, bác bảo đang yên đang lành mà chưa. Không, cái đấy nó không phải đâu, đấy nó đang động rồi. Bên kia động tứ tung rồi. Tức là cái chỗ này nhá, đây nha, là thầy chỉ với em kể cả từ đây thôi. Từ đây thì cũng chỉ có báo về đây này, thấy chưa? À, chỉ báo ở chỗ này thôi. Đây. Chỉ báo ở chỗ này thôi. Này, em giờ ra đây thì chỉ báo đây thôi. Đây chỗ này nhá. Đây. Đấy là chỉ báo ở đây thôi. Đấy, thì nó chỉ nằm trong khuôn viên này thôi. Thế bây giờ mình quan trọng nhất là gì? Đưa cụ ông về đây, tức là trong một gia tộc chúng ta mà tìm được một nơi có địa khí tốt chỉ còn một ngôi mộ thôi. Nó đã được rồi. Chứ cần gì mà chúng ta phải tìm nhiều ngôi làm cái gì? Mà nhiều ngôi nằm lúc động nó mới rắc rối. Thầy thầy tầm lên một cái đoạn nào nó quanh quanh cái chỗ này được 3 ngôi rồi. Đúng
Đây. Đây đúng chỗ này luôn này. Mỗi chỗ này này. Ra đây thì mạnh hơn này, đây là chỗ này đẹp đây, này nhiều chưa? À, tín mù đây này. Báo âm tín mù đây này. Chính ngôi kia kìa. Đấy, đúng chỗ này luôn này. À. Bên này và bên này. Chỗ này cũng có nhưng mà yếu. Đây, ra đây nhiều này. Đúng không? Ví dụ như là bên giáo dục ấy, ngành giáo dục. Nghe chưa? Văn khúc này về ngành giáo dục. Thế thì em văn kinh doanh cả sao? Hả? Kém ngoài là kém ngành giáo dục à? Sau này thầy nhưng bảo mà đặt vô đây tức là cái mạch khí này nó sẽ phát vào ngành giáo dục. Ô thì cứ thích đi kinh doanh thôi. Thế mai sau mà ví dụ như con cháu đứa nào lên bộ thì sao? Thế thì bộ giáo dục vẫn nghèo. Đúng không? À, cứ thích con cái vẫn nó kinh doanh mà mình kinh doanh nó vất vả rồi đúng không? Thì cứ thích kinh doanh à? Tức là nó liên quan đến từng cái mạch khí một. Ví dụ như có những cái mạch thì phát quan tước quan quý này, rồi thì vinh phú này, hay là phát về văn xương này, rồi thì phát về nhân đinh này. Nó có mỗi một mạch khí nó khác nhau mà. Nên là xem mạch nào mới làm cho phải phép, chứ làm sai mà thiệt như không. Thì cái mạch khí này sẽ phát về văn à, tức là chính của cái ngạch này liên quan đến văn, phát văn. Tức là liên quan đến bảng bút. Đấy à. Ví dụ nó lên mai sau nó lên thứ trưởng bộ giáo dục gì đó thì không được. Cái nhà này truyền thống cứ phải kinh doanh. Kinh tế. Ừ. Nói thôi.